Đây em vừa cách đây đúng 2 phút trước em vừa thay xong. Đây anh ơi, gương của anh, gương xịn đây này. Không, gương xịn của anh đây, đây. Gương xịn nó sẽ như này. Gương theo xe nó sẽ như này. Anh Hiền phân biệt cho em nha. Gương theo xe nó còn chữ tiếng Anh, còn gương thay thế nó chữ tiếng Hàn. Đấy. Nhưng mà đây nó không bị rèn bẩn xấu anh. Không nhìn ra đấy. Được rồi. Chính xác anh. Đây vừa vỡ xong đây. Tất nhiên là em nói ra nha, con này nó chỉ là 9 điểm thôi, còn con kia là 100% điểm, nhưng mà nó là gương xịn, không phải gương gia công. Còn gương gia công nhá, là anh nhìn nó không có cái này này, nó không có cái này, là gương gia công của nhái đều. Còn gương này gương chuẩn đấy, anh yên tâm em bán cho anh, bảo em bán em mua được trên mạng, em bảo xịn là xịn, nhìn không có không đáng không hề. Còn nó chỉ khác cái bản gương xịn của anh thôi, là nó còn chỉ riêng anh. Cái gương kia thì toàn em cắt đổi được, thì toàn em không có. Không, chuẩn mà em không có điêu đâu. Vì bán, anh bảo bán cái càng to vật này làm sao dám nói sai cái gương được. Mà bán cho toàn hộ anh em lái xe cả, không có điêu được anh ạ. Không thể điêu được. Bán đồ nào bảo đúng rồi đấy.